cũng thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ơi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước, gần nhau là có phước. Ôi bỏ qua chẳng sao đâu bao cái chuyện tào lao, chuyện tầm phao. Phố âm ba lăng. Té mà còn cười nữa. Con đâu có cố ý đâu. Mẹ đang làm gì á? Thì con nhìn thấy rồi đó. Mẹ đang học dạy tango. Mẹ học dạy tango. Thì sao? Con đâu có ý kiến gì đâu. Con nhìn kìa, trên tivi kìa, thấy không? Hai người, một nam một nữ, nhảy tango với nhau. Dễ thương quá trời đi à. Mà con biết không, trên mạng á, người ta kêu rằng là mình mà học nhảy khiêu vũ như vậy á, rất là tốt cho sức khỏe, mà nhất là những người bị bệnh Parkinson đó. Mà nhưng mà con đâu có thấy mẹ bị bệnh Parkinson đâu, mà mẹ nhảy có gì đâu mà mẹ phải lo nhỉ. Hay quá. Mà con thấy mẹ chỉ cần giữ da dẻ đẹp, sức khỏe của mẹ đẹp là mẹ của con lúc nào cũng đẹp hết. Thì biết vậy, nhưng mà khi mình học nhảy như vậy á, mình sẽ có rất là nhiều kiến thức, sự dẻo dai, sự mạnh mẽ, nói chung là mình sẽ toát ra một cái vẻ yêu đời yêu người, toát ra một cái vẻ gì đó để mà khi mình bước đi, từng bước đi, từng bước đi của mình sẽ rất là nhiều người, nhiều ánh mắt dõi theo. Mà theo con thấy á, thì mẹ nhảy chắc không được mấy ngày đâu. Mấy ngày không kệ mẹ ha, cô rảnh quá em. Nè, mẹ thấy thương con quá à. Con gái gần 30 tuổi rồi mà đầu óc già, thiệt là già vậy đó. Bởi vậy đến giờ này á mà chưa có ma nào rước hết trơn á, thấy sao mẹ nói vậy à. Lo mà lấy chồng đi. Chăng 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 chăng. Ủa? Ai tắt nhạc vậy? Con tắt á mẹ. Cái gì kỳ vậy? Con có thấy mẹ với lại ông Năm đang nhảy đầm không? Mẹ ơi là mẹ ơi, mẹ thấy ở đây quán xá mà nhảy nhót như vậy có thấy kỳ cục không mẹ? Thật ra cái này là chỉ là học khiêu vũ nghệ thuật, rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho sắc đẹp. Mà nhiều khi người ta thấy là lạ vui vui, người ta lại khách khứa tại vô thôi cứu cho mình, hiểu thôi, không? Thôi thôi thôi, con không nói nữa. Nói mẹ Hoa ra dọn dẹp lại đi, rồi buôn bán nữa. Con đi trước á. Trời, con nhỏ này sao nó giống mẹ tôi quá trời, chứ không phải là tôi là mẹ nó á. Ừ. Thiệt tình. Nó còn trẻ mà sao nó già hơn em. Em nào? Xin lỗi, ý già hơn em. Càng lớn càng khó tính. Chú. Ủa, con, Hương. Dạ. Sao tự nhiên đi ra đường con dùng dằn chuyện gì vậy? Con đang bực mình mẹ con lắm luôn á. Ủa mẹ con làm gì có bực mình? Trời ơi, dạo này con không biết sao á, mẹ con kiếm đâu ra cái trò nhảy nhót học bài đạt học nhảy cứ suốt ngày nhảy như vậy nè, mà con khuyên hoài bà không chịu bỏ nữa chứ. Ôi coi chừng bà tập thể dục á chứ không phải nhảy đâu. Không có, mẹ con nói với con luôn á là bây giờ á có chết cũng phải học nhảy cho bằng được, có què giò học cũng phải học cho bằng được nữa, mà phải nhảy thiệt là bốc lửa, thiệt là sexy nữa chứ. Đâu? Con mới điên lên. Có cái sexy nè. Chà sexy. Nhưng mà con thấy mẹ con nhảy chưa? Con thấy rồi. Ngày sao? Nào cũng tập mà. Sao? Con ngày nào cũng chứng kiến hết. Sao kể kể chú nghe coi. Mẹ con nhảy vậy nè. Trời ơi, mẹ có sao không? Trời ơi, con đã nói với mẹ rồi. Đau quá, đau quá. Thôi thôi thôi, mẹ đau lắm rồi. Đừng có mà cằn nhằn nữa. Nó xỉu luôn à. Mẹ có sao không? Nhẹ 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 tay thôi. Trời ơi con muốn giết mẹ sao mà con bóp nặng cái vậy? Đau muốn xỉu luôn nè. Trời ơi con đã nói với mẹ rồi, cái môn nhảy nhót này nó không có phù hợp với mẹ. Mẹ bỏ đi. Sao bỏ được?
Trời ơi, môn nhảy đó là một cái môn mà một cái môn nghệ thuật mà cực kỳ là mẹ yêu thích từ hồi nhỏ đến giờ. Mẹ mê muốn chết luôn. Mà nghĩ sao mà con nỡ lòng kêu mẹ bỏ. Trời ơi, mẹ nhất quyết chinh phục bằng được cái môn này. Rồi đó, mẹ thấy chưa? Cái chân mẹ bong gân lên rồi đó. Bây giờ kêu bỏ không bỏ nữa. Thì bây giờ đau có chút xíu mà, bong gân chút xíu mà cũng. Mẹ nhất quyết mẹ học. Giờ có đau cũng học, không đau cũng học. Học cho bằng được. Nhất quyết học nhảy, mẹ phải học nhảy làm sao á. Không chỉ là nhảy được nè, mà còn phải nhảy đẹp nè. Ôi dạ, thôi. Đụng vô đã đau à. Còn nhảy đẹp nè, còn nhảy thiệt là hấp dẫn nè. Thiệt là sexy. Trời, ghê vậy ta? Dạ. Trời ơi, vậy không được rồi. Không được rồi, cái kiểu này á là má con đang vào cái thời kỳ người ta gọi là rậm rực. Sao chú lại nói má con lại rậm rực? Quên, xin lỗi. Coi như là hồi xuân đó, mà tại vì chú không biết chú cạn cái từ đó, chú không hiểu đó. Hồi xuân đó, thường cái tuổi này ta hồi xuân, cho nên người ta muốn nè nhảy này đây chi là ta giải phóng cơ thể người ta, chứ đừng có nghĩ là này nọ. Nhưng không sao đâu, được rồi, để chú gặp chú nói chuyện với má con cho đồng ý cái này là cũng tốt thôi, nhưng mà đừng có bị lạm dụng nó quá, đừng có ngấy quá thì đâm ra nó không đúng. Trời ơi, chú mà nói được má con thì con mừng quá. Không thôi thôi con đi làm nha chú. Đi làm con để trễ giờ con nha. Chú gì nữa? Con quên nữa. Gì nữa? Má con còn nói là nhảy thật đẹp để đi nhảy chú Năm nữa đó. Ừ, đúng thôi, rồi. Con đi đây. Vậy nhảy phải đẹp đi nhảy với chú. Ủa, chú Năm là thằng cha nào? Trời ơi, cha Năm xe ôm hả? Ôi trời. À, thì ra tập nhảy để đi nhảy với cha Năm xe ôm. Có gì đâu, mình cũng phải tập nhảy thôi, nhảy thật đẹp để cho vui, phải đi nhảy với mình. Bữa hổm tôi đi vô công viên tôi thấy người ta nhảy vậy là cái gì, này là cha 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 là vậy đúng không? Tôi thấy như mấy bước tiến rồi mấy cái bước lùi rồi cái gì nữa ta, cái gì mà ta nhảy vậy, cái ôm gì, cái ta giật cái đùng xuống đây, ta quay rồi ta giật bên này nữa nè. Ủa sao giống búa vỏ quá đó. Cái này mình nhớ ta vậy xong cái ta xoay vậy cái ta giật gì vậy. Ông làm cái gì vậy? Tôi thấy làm ta... gì mà tự nhiên ta... cái gì vậy? Làm gì tự nhiên ra ngoài giữa đường giữa sáng nhảy múa như bị lên đồng vậy? Gì lên đồng? Ta đây là ta học được rồi, tôi lên đồng vậy thôi, nhưng mà cũng có người á, người ở nhà cũng tự lên đồng á, tự nhiên rồi cũng múa nhảy rồi đó. Ai ông nói ai vậy? Tôi nói vui chứ nó ai? Ở nhà có không? Có múa nhảy có này nọ không? Có. Ai nói ông? Ai nói hỏi chi? Mệt tao quá. Mệt gì? Người ta đi nhảy đây á, tôi là học khiêu vũ nghệ thuật. Người ta nhảy đẹp, nhảy tốt cho sức khỏe, tốt cho sắc đẹp. Người ta nhảy nghệ thuật, nhảy quyến rũ, nhảy sexy, chứ không phải nhảy khùng điên như ông đâu nha ông. Khùng điên gì? Ông á. Sao? Đi làm bảo vệ á. Thôi, bắt chó bắt mèo thôi. Tôi biết nhảy nhót đâu. Về nhà đi, đừng có đứng đây. Nhảy múa linh tinh rồi xe lại hốt à. Nha. Ủa là sao ta? Bà nói tôi nhảy múa linh tinh ở ngoài đường vậy là hồi xe lại hốt. Ý bà nói tôi sao ta? Ý đó là khùng đó hả? Được rồi, bà yên tâm đi. Ha, lạc này có thể hôm nay là nhảy chưa đẹp nha. Nha. Nhưng mà vài bữa nữa nè. Lạc này nhảy một cái nha. Vũ điệu đường cong một cái nha, lúc đó nè đừng có theo Lạc nha, mà xin nè Lạc ơi nhảy với em đi nha. Tôi sẽ đi tìm thầy giỏi nhất tôi học rồi về, bà sẽ biết tay tôi. Người có người xa người lạ và nhiều chuyện khó nhất trên đời, chuyện người ra người vào và chuyện ồn ào làng xóm mà quen tôi. Nó cứ rắc rối chuyện này chưa xong chuyện khác tới, tầm năm tuần ba để cho qua ngày rảnh rỗi.